trên sân số 1, trận chung kết tranh ngôi vô địch giữa FC Long Tiên Len và FC 386. Trên sân số 2, trận tranh ba tư giữa FC Lốc Xoáy và FC Song Phất. Của Làng Phủi. Xin chào các anh em Thiên Khôi. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận chung kết của giải bóng đá Thiên Khôi Cup xuân hè 2022 khu vực Hà Nội. Trận đấu giữa FC Kinh Đô 3 Kinh Đô 86. Kinh Đô 3 86 sẽ là đội ra bóng trước bảo vệ cầu môn bên phía tay trái chúng ta với trang phục áo bíp. Thì Long Biên Len sẽ bắt đầu bên phía tay phải. Lên bóng cho FC 386. Khá nguy hiểm, không vào. Duy Thành, cột 2, cơ hội. Rất bình tĩnh, không hẹp, không vào. Vẫn còn. Vẫn đang lộn xộn và sóng gió tạm trôi qua. Thiên Khôi. Sút bóng, vẫn chưa được. Sức ép đang lớn dần lên nhưng đây là cơ hội phản công dành cho FC 3 và 86. Đạp gì? Cột 2 có người. Khá nguy hiểm, đánh đầu. Thiếu chút nữa thì có bàn thắng. Khá trôi, Tuấn Anh. Sút ngay, rất căng. Cú gầm bóng liệu cực kỳ khó chịu của Tuấn Anh. Đường chuyền rất tốt, cơ hội, cột 2 trong. Không cần phải cột 2. Quyết định dứt điểm ăn ngay của Nguyễn Như Hải và tỷ số là 1-0 cho Long Biên Len. Đường chuyền điểm 10 của Đào Duy Thành. Và pha bút chì ở cho Long Biên Len. Phút thứ 12. 1-0 dành cho đội bóng đã có. Hải Ben sút ngay, cắt bóng tốt, lại là cơ hội, chưa có bàn thắng thứ hai, vẫn còn. Nào, đá đôi, 2-0 cho Long Biên Len. Lần này bàn thắng đến từ Phạm Quang Hưng. Pha mất bóng nguy hiểm ở sân nhà của FC 386. Tình huống bóng một chưa thành công. Nhưng trong pha đá bồi thì Duy Thành khá nguy hiểm. Lại một cơ hội nữa. Hải Bên chân trái không vào. Sút tiếp. Tình huống đá bồi của Nguyễn Bá Tùng. Cột 2 đánh đầu. Vẫn chưa thể. Đáy biên. Góc hẹp. Quyết định đột biến của Tuấn Anh. Đó thẳng cửa gôn. Môn Văn Thắng đã chơi cảnh giác. Những gì đã diễn ra thì Long Biên Len thể hiện chất lượng vượt trội hơn về cả cá nhân lẫn tính kết nối lối chơi. Tốt và tiếp ứng rất nhanh cho nhau. Duy Thành sút bóng không vào. Phá khóa cổ chân. Nếu mà bên ngoài không xem được. Lại gì? Đặt lại gì? Quang Hưng khá nguy hiểm. Bóng cắt chéo qua khung thành. Không có ai.
có thể là cơ hội. Sút bóng không vào. Một thoáng mất tập trung của. Khá nguy hiểm, bóng trúng xa găng. Một hai, rất nguy hiểm cho đội bóng áo đỏ. Duy Thành, sút bóng, và đẹp mắt tuyệt vời. Một siêu phẩm của Đào Duy Thành và tỷ số đã là 3-0 cho Long Biên Len. Đúng vào những giây cuối cùng của hiệp 1. Một pha khống chế xoay sút quá mẫu mực của Đào Duy Thành. Tốc độ rất tốt. Long Biên Len chưa muốn dừng lại ở đây. Bá Tùng, vẫn là Bá Tùng. Bàn thắng thứ tư. Pha lập công của Xuân Trường, cầu thủ mới vào sân cách đây ít phút. Khu vực Hà Nội giữa Long Biên Len và FC Kinh Đô 3, Kinh Đô 86. Tỷ số lúc này đã là 4-0. Nhấn mạnh là 4-0 dành cho Long Biên Len. Duy Thành có khoảng trống. Bá Tùng không vào. Cột 2 đã khá nguy hiểm, nhưng thủ môn Văn Thắng đã chơi rất cảnh giác. Mở bóng rất thoáng ra cánh phải. Cơ hội. Cột 2 không được. Duy Thành đã chơi rất đồng đội. Hứa Long liên tục là những pha bắn phá ở mọi cự ly. Thêm một thời cơ, vẫn chưa chịu ăn. Được chưa? Vẫn chưa có bàn thắng thứ năm. Chiếc bóng sẽ là Đào Duy Thành. Cột 2 có bàn thắng rồi. Cú đúp cho Xuân Trường. Điều tất yếu phải đến. Quá nhiều cơ hội trong hiệp 2 và cuối cùng thì Long Biên Len cũng đã có thêm bàn thắng cho mình. Họ đang trang hoàng cho chiếc vương miện vô địch. Lại một cơ hội. Vào! Vũ Quốc Lý nâng tỷ số lên 6-0 cho Long Biên Len. Set tennis đã được hoàn thành. Một pha phối hợp rất quốc tế. Rót bóng ra cột 2, đánh đầu chiến thuật vào trong. Và Quốc Lý đã sẵn sàng. Pha chạm đầu ở tư thế quá thoải mái. Thủ Kinh Đô 3, Kinh Đô 86 có được bàn danh dự hay không? Có thể là cơ hội chăng? Việt Tuyên, góc hẹp. Chấp nhận kết quả từ trước đây thôi. Rồi, có bàn rút ngắn tỷ số. Pha chạm bóng rất nhạy cảm của Tuyên Tèo. Tình huống kê máng ngoài cực kỳ khéo. Phút thứ 62 rồi. Còn khoảng 10 phút tính cả bù giờ. 86 mà thôi. Lại một pha mất bóng nguy hiểm. Có một chút giật mình. Lộn xộn. Sút bóng. Thêm một pha bắn phá. Và triển khai khá hay của Kinh Đô 3 và 86. Vô lê. Đá mạnh. Rất thoáng bên cánh phải. Vẫn còn cơ hội. Về đi, Linh ơi. Và bằng già của thủ môn Kinh Đô 3 và 86 đã giải nguy. Thời cơ đây, cột 2 kìa. Không được. Sải chân dài đang sẵn sàng cho khoảnh khắc ăn mừng. Chỉ còn chờ tiếng còi của trọng tài nữa mà thôi. Và hết giờ. Xin chúc mừng cao thủ Long Biên Len.
họ đã trở thành nhà vô địch của giải bóng đá vô địch Thiên Khôi Cup khu vực Hà Nội xuân hè 2022. Chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-1 hết sức xứng đáng và thuyết phục trước khi đến với lễ trao giải, tiếp tục được phát trực tiếp trong group của Thiên Khôi. Thank you.